Hôm nay là em gái em Huyền vẽ cái bông tulip nhìn đã dễ sợ luôn nha, đẹp lắm luôn á. Nhất á là khoái nhất là gì biết không, cái hoa nó có gần gần á, đúng không? Những cánh hoa tulip nè nó phải có gần vậy nó biết đúng cái chất của nó, chứ còn mình nó trơn tru quá là nhìn là không có giống thật rồi. Khoái chỗ đó đó, coi như là cái xì tai của thầy là cánh hoa nó phải có hơi gần gần một tí ha. Em nào mà làm được vậy là vui lắm á. Rồi coi đi với mấy cái cuốn nó đi, cái cuốn nè đó chưa, cái cuốn em phải cho đậm lên xíu nữa, nó phải đậm lên nha, đúng thêm màu tối đó. Ừ em tạo cuốn nữa tối lại xíu đi là xong rồi đó, đẹp rồi đó. Ừ đó, phải đậm lên, nó đậm. Ừ nó đậm hơn cái biên lá này luôn á. Em có màu đậm nè, em sợ gì nè, màu đậm nè, ở đây nè, đúng rồi. Ừ xem rồi, nó cũng là màu đậm, miễn sao nó tối là hiểu không, đó tối là liền thấy không, được chưa? Rồi tối nửa bên thôi đó, nó tối lại thấy cái lá nó nổi lên nữa thấy chưa, chứ để hai thằng nó dính với nhau nè, nó trùng với nhau. Nói chung là em từng em học có một buổi thôi đó mà em lượt về là cũng giỏi đó. Em thuộc dạng không phải là vừa đâu đó, không phải dạng vừa đâu. Đó thì mấy cái hoa này á, nếu em vẽ là mấy cái đầm á đẹp lắm em ha, mấy cái đầm á, mấy cái đầm hoặc áo dài cũng được, mà từ dưới á nó vương vương lên nha. Thì mình học là học cái kỹ thuật vẽ thôi, hay là em diễn tả đẹp, sau này em có thể thay đổi cái bố cục lại, không phải là em vẽ nguyên chùm mà em có thể thay đổi cho nó rộng ra, nó vương vương lên chứ không phải nó gần gần nhau vậy, hiểu chưa? Chứ không phải là cái mình cứ vẽ cho nó túm túm vậy lại, tại cái này là mình học thôi. Ờ mình học cách diễn tả là mình cho hiểu vấn đề thôi, sau này mình có thể làm theo cái ý mình muốn. Đó, mấy bạn anh chị em thấy không, thấy học trò tôi dễ chưa, đã chưa?